Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn vì sao các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa, do chẳng nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa sâu xa, cũng chẳng nhiếp thọ phương tiện thiện xảo, nên rơi lại địa vị thanh văn và độc giác. Phật dạy này thiện hiện hay thay hay thay, ông vì lợi lạc cho các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa mà thưa hỏi như lai việc cốt yếu như thế, ông này hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Này thiện hiện có các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa, từ khi mới phát tâm đã chấp trước ngã ngã sở mà tu hành bố thí ba la mật đa chấp trước ngã ngã sỏ mà tu hành tịnh giới ba la mật đa chấp trước ngã ngã sỏ mà tu hành an nhẫn ba la mật đa chấp trước ngã ngã sỏ mà tu hành tinh tấn ba la mật đa chấp trước ngã ngã sỏ mà tu hành tịnh lự ba la mật đa chấp trước ngã ngã sỏ mà tu hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện thiện nam tử thiện nữ nhân ấy khi tu hành bố thí nghĩ thế này ta tu hành bố thí người kia nhận của bố thí ta bố thí vật như thế khi tu hành tịnh giới nghĩ thế này ta giữ giới giới là đối tượng của ta giữ ta thành tựu giới ấy khi tu hành an nhẫn nghĩ thế này ta tu hành an nhẫn kia là đối tượng mà ta nhẫn ta thành tựu nhẫn ấy khi tu hành tinh tấn nghĩ thế này ta tinh tấn ta vì tinh tấn này ta đầy đủ tinh tấn ấy khi tu hành tịnh lự nghĩ thế này ta tu định ta vì việc tu định ta thành tựu định ấy khi tu hành bát nhã nghĩ thế này, ta tu tọa, ta vì việc tu tọa này, ta thành tựu tọa ấy.